Xin mời vị ban giám khảo Lê Xuân Lợi, hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Diễn Tháp, thành viên ban giám khảo đưa câu hỏi cho thí sinh. Vâng, trước hết tôi xin được mừng em là một trong năm người đẹp nhất hôm nay, buổi thi hôm nay. Sau đây là câu hỏi sẽ dành cho em. Cố gắng để thành công và trở thành người... Tôi sẽ câu hỏi. Cố gắng để thành công và trở thành người có giá trị, bạn chọn gì? Vì sao? Em xin cảm ơn câu hỏi của ban giám khảo. Em xin được phép trả lời câu hỏi của mình. Nhà bác học Einstein đã từng nói, đừng cố gắng trở thành người thành công, mà hãy cố gắng trở thành người có giá trị. Và đó cũng chính là lựa chọn của em ạ. Vì theo em, người có giá trị trong một khía cạnh nào đó cũng đã là một người thành công. Giá trị không nằm ở địa vị hay kết quả có được, mà nó nằm ở quá trình ta đã chinh phục đích đến như thế nào. Khi bạn hiểu rõ giá trị của bản thân, bạn mới tự tin chạm tới cái đích mà mình đã chọn. Hãy tạo ra giá trị, thành công sẽ theo đuổi bạn. Em xin hết ạ, em xin chân thành cảm ơn. Xin phép được sướng tên thí sinh đạt giải nhất của hội thi trung khảo nữ thanh niên thanh lịch lễ hội đền khuông 2024, thí sinh mang số báo danh 04, Nguyễn Trần Thùy Dương, đại diện cho trường Trung học phổ thông Diễn Châu Hai. Một tràng pháo tay thật lớn của toàn thể quý vị để chúng ta cùng chúc mừng Nguyễn Trần Thùy Dương. Và với giải nhất mà bạn đã đạt được, xin mời các nhà tài trợ cùng bước lên sân khấu. Công ty cổ phần du học quốc tế Dream 2, giám đốc Hoàng Văn Phi sẽ có món quà 1 triệu đồng và gói du học 30 triệu sẽ trao tặng cho bạn. Xin mời đại diện công ty dược mỹ phẩm Quinara Việt Nam với phần quà 1 triệu 500 ngàn đồng và món quà giá trị 3 triệu đồng trao tặng cho thí sinh đạt giải nhất của chúng ta, Nguyễn Trần Thùy Dương. Xin mời điện thoại di động Sơn Huyền, thị trấn Diễn Châu, bà Võ Thị Thanh Huyền. Xin mời bà Lê Thanh Tâm, giám đốc học viện Titanel Academy, khối 4, thị trấn Diễn Châu, sẽ trao tặng món quà tiền mặt và khóa học nail cao cấp châu Âu 12 triệu đồng. Một lần nữa xin được cảm ơn tất cả các nhà tài trợ đã đồng hành để góp phần mang đến sự thành công của hội thi trung khảo nữ thanh niên thanh lịch chào mừng lễ hội đền khuông 2024. Và bây giờ xin mời tất cả các thí sinh chúng ta cùng tiến lên phía trước để chụp hình lưu niệm. Và ngay bây giờ xin mời các đại biểu và ban giám khảo và quý vị, những thành viên, đại biểu, khách quý của hội thi hôm nay